Bạn Trần Tú có đặt câu hỏi: Em chào thầy ạ, hiện tại em đang làm một công ty nhưng từ đầu năm đến giờ không có việc. Nhiều lúc em suy nghĩ tiêu cực về mai sau nhưng công ty vẫn trả lương cứng đủ. Giờ em đang phân vân không biết có nên đổi công ty không. Em cảm ơn. Vâng, thưa Trần Tú, bạn có nghĩ rằng là điều gì khiến cho công ty không có việc làm mà vẫn trả lương cứng đủ cho bạn không? Có hai điều. Một là bạn vẫn đang nằm trong kế hoạch công việc của họ, tức là bạn đang có giá trị với công ty. Hai là đó là một công ty rất nhân văn, họ rất thương nhân viên vì họ sợ rằng không có việc làm mà không trả lương thì nhân viên không sống được. Vì vậy họ rất thương nhân viên. Như vậy chúc mừng bạn là bạn đã đang ở trong một cái công ty mà thứ nhất là ông chủ rất là đức độ, thứ hai là họ có trách nhiệm với cán bộ nhân viên của mình, và đặc biệt thứ ba nữa là bạn là một phần kế hoạch của công ty họ, tức là họ đặt niềm tin vào bạn, chính vì vậy mà họ muốn giữ bạn ở lại. Vì vậy họ đã trả lương cho bạn trong những ngày nghỉ. Thì dù là lý do họ muốn giữ lại bạn lại vì bạn có giá trị với công ty họ hay là vì đức độ, thì rõ ràng vì một là vì tài, hai là vì tâm của họ đi chăng nữa, thì bạn cũng chúc mừng bạn là bạn đang rơi vào một công ty thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu mà bạn ra đi và lựa chọn một công việc khác mà rõ ràng bạn đang cảm thấy lung tung, lung bung trong người, thì chính bạn đang có vấn đề về tâm can của bạn. Tức là bạn quay lưng với những người tốt với mình thật sự trong những lúc khó khăn. Bạn nên nhớ trong lúc khó khăn về mặt Covid thì phần lớn các công ty họ còn phải đóng cửa, họ còn không có tiền để trả lương, hoặc họ hỗ trợ ở một cái khoản lương rất là thấp. Thì ông chủ của bạn rất là tuyệt vời như vậy, thì bạn không nên quay lưng với những người đã đối tốt với mình trong lúc khó khăn, mà họ là chủ, họ còn khó khăn hơn mình. Tức là họ không có việc làm dành cho bạn mà họ vẫn trả lương cho bạn. Mà không có việc làm thì đồng nghĩa với việc họ vẫn phải trả các định phí như liên quan đến tiền nhà, tiền điện, tiền internet, họ vẫn phải trả, mà họ vẫn có trách nhiệm họ trả lương với bạn. Thì thay vì bạn đáng yêu thương hơn ở cái chỗ, tức là bạn phải quay lại bạn yêu thương họ hơn, bạn phải gắn bó với họ để giúp họ vượt qua khó khăn, để cùng với họ tạo dựng lại công ty vì họ đã hy sinh cho mình, thì bạn lại bỏ họ đi trong lúc này. Hãy xem lại chính mình. Và nếu thực sự bạn vì sự nghiệp của bạn, bạn ra đi, tôi đồng ý. Nhưng hãy hy sinh, hãy ra đi lúc mà công việc của công ty nó đã quay trở lại ổn định. Tức là bạn có thể ra đi sau đó 6 tháng hay là 1 năm. Có thể lúc họ thịnh vượng bạn ra đi, tôi không có ý kiến gì. Nhưng một trong những yếu tố tệ nhất của nhân viên, tệ nhất của những người bạn, thậm chí tệ nhất của vợ chồng là bỏ nhau trong lúc hoạn nạn. Tôi còn chưa nói đến chuyện trong lúc họ hoạn nạn mà họ vẫn đứng ra họ lo cho bạn. Vậy tôi đề nghị bạn nghiêm túc kiểm điểm lại suy nghĩ này của mình. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn vì bạn dũng cảm, bạn đã đặt câu hỏi ra, có nghĩa là bạn dám đối mặt với chính tâm của mình. Vì vậy bạn hãy xét xử cái thằng tâm mình đi nhá. Thằng tâm ấy là thằng chưa tử tế đâu, cho nên bạn phải có trách nhiệm lôi nó ra, oánh cho nó một trận cho tôi nhá. Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn thay đổi được cái thằng tâm trong con người mình để tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống hơn, để thật sự biết đâu là cái giá trị mà những người xung quanh họ dành cho mình. Thì có như vậy thì cuộc sống của bạn nó mới an lạc, nó mới càng ngày càng tốt lên được. Còn khôn lỏi thì khó sống lắm, không ai tiếp nhận kẻ khôn lỏi được cả. Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn thành công. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam.
Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.